Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam và tổng kết 10 năm thực hiện phong trào hành động vì nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2011-2021 và kết quả hoạt động hội năm 2021. Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội kiêm Giám đốc Quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Dioxin Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng Dương Đình Liễu. Trong suốt quá trình hoạt động, hội luôn lấy mục tiêu tất cả vì nạn nhân da cam làm kim chỉ nam, khắc phục hậu quả chất độc hóa học, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam. Hội đã tích cực vận động nguồn lực với tổng số tiền gần 150 tỷ đồng, chi hơn 2.200 suất trợ dưỡng thường xuyên, 125 suất học bổng, hơn 93.100 suất quà, xây mới và sửa chữa 106 ngôi nhà tình thương, hỗ trợ gần 5.000 trẻ em khuyết tật và trẻ em là nạn nhân Dioxin, phẫu thuật chỉnh hình phục hồi chức năng cho 360 nạn nhân. Nổi bật nhất là tổ chức và duy trì tốt mô hình chăm sóc bán trú tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam trẻ em bất hạnh và Trung tâm sông hơi giải độc và phục hồi chức năng cho nạn nhân da cam. Theo đó, hội đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3. Năm 2021, hội đã tập trung chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam Việt Nam trong điều kiện thích ứng an toàn với đại dịch COVID-19 và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tại buổi lễ, nhiều cá nhân tập thể được trao thưởng cờ thi đua, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam Dioxin. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố và nhiều đơn vị doanh nghiệp đã ủng hộ quà Tết cho nạn nhân da cam.